Hello anh em, đây một cái video ngắn mình demo tính năng mic kênh mixing trên TXW24OL. Thì đây là một demo ngắn thôi. Đây. Thì vô menu đây, các bạn vô mic channel, đây là on, hiện tại đang phích cứng cho kênh 1, kênh 2 thôi. Đây là on nè, rồi đây là set 1, set 2. Cái phần trăm này nó là cái hành trình mà các bạn cho phép kênh 1, kênh 2 nó hoạt động. Ví dụ như chọn off đi, mình nhấn giữ cancel để lưu lại là nó sẽ thoát khỏi cái chế độ mixing này. Ok, bây giờ mình vô mình mở on lên sale. Ok, ok thì cái hành trình đó thì các bạn có thể vô set ở trên cái endpoint cũng được, hành trình của set 1, set 2 nè, bạn set cho một endpoint cũng được. Rồi keyword thì ví dụ cái nó bị ngược kênh, ngược lên xuống hay trái phải gì đó, các bạn vô keyword hai cái trên, hai cái kênh 1 và kênh 2. Đây, ví dụ như hiện tại là để như thế này là nó đúng hướng. Ví dụ như giờ mình nhấn đè vô. Đấy, mình chuyển nó sang cái này thì mình save nó lại là nó sẽ bị ngược hướng. Ủa. Sau khi này mình nhấn nhầm. Đây, các bạn nhấn giữ cancel để các bạn save nó lại. Đấy, thì khi này nó bị ngược hướng, lên xuống đúng nè, nhưng mà trái phải bị ngược. Đấy, trái phải bị ngược nè. Đấy. Ok, đây là tính năng mixing.